Sau khi chúng ta rót hết trà vào đây thì bắt đầu chúng ta lại châm vào thêm một nước nữa. Hồi nãy có bấy nhiêu trà thôi nhưng mà mình châm được rất nhiều nước nha. Mười mấy nước vẫn ok. Rồi lại đợi ra trà. Thì lúc này cái này trà nước đầu mình đã uống được rồi. Bình thường thì Kỳ Lân dùng cái ly này để thưởng trà, nhưng hôm nay Kỳ Lân đang thực hiện video clip nên là uống ly này mình sẽ soi camera vào và mình sẽ không nhìn thấy cái màu trà, nên Kỳ Lân xin phép dùng cái ly giác vàng 24 carat của một cái làng chuyên sản xuất bình ly đồ sứ mạ vàng 24K của bên Đức. Đây là làng Baravia của Đức. Ly này rất đẹp, vàng, chất vàng họ làm rất là xuất sắc. Một cái làng chuyên về làm những cái đồ gốm sứ mạ giác vàng lên.